That's perfect. Quay mặt ở phần trên này đúng không? À. Yes. À. Chúa mới đúng không? I'm sure. Yeah. So he needs to look in the colony and kill. So ideally, they're only supposed to build comb on the frame, right? I got it, check it. Đến quá thì là nông nghiệp. Close down. Well, they all went on. One of the comb, some of the comb dropped off. She has, she needs another comb in there. They're building a comb. Khi ta kiếm được nghề ra nắng thì ta thấy được nguồn kiến thức nâng cao đi thì rất thân thường. Yeah. Không, đây là định của chị là cháu nó ăn học thôi, còn cả ăn học thôi. Ai cũng đồng ý ạ. Vâng. Thế anh nói thì Thắng có vẻ tự ái, rằng là có đấy không phải ý tưởng của Hiền mà là gió này sẽ... Tôi bảo là ở đây giờ nó rất là khó để tìm con chúa. Thì nếu mà anh tìm con chúa đây mà anh cứ đi thì rất là khó. Nhưng mà trong cái đàn cũ đó.
right in the middle of the comb. So then when you're extracting honey and you're spinning this, it has an up. This is a for dragonfly, and that is a well. So,
Nice. It comes across again and again and again. Because if you teach right. I got a bunch of fanning going on. Thank you.
We've been pushing with them. Mở ra, thế là sao tạo thành cái này gọi là cái gì? Gọi là cái khuôn xi măng đấy. Cái khuôn xi măng bởi vì là anh từ muối từ tìm hỏi. Thăng luôn trước đó hà hay cái này không có phấn, cái này chỉ có mất. Đấy là bước. Ôi, nó ra như cái áo khoác.
Got a picture of this, the beach comma? I got it. Here. Give me 2 seconds. Over there. Yeah, right here. Oh, here's one fairly close.